chỉ trong vòng đúng một tháng kể từ khi Nhân đăng tải video chia sẻ về tình cảnh ngôi chùa thì Nhân đã nhận về số tiền tổng cộng đó là hơn 1 tỷ đồng. Một cái con số mà khi Nhân nhắc đến thì Nhân cũng phải hơi nổi da gà một chút, bởi vì thực sự Nhân chưa bao giờ Nhân cầm trong tay một cái số tiền lớn như vậy. Và thực sự thì hôm nay quay trở lại đây cảm giác rất là vui, không biết nói sao nữa, bởi vì Nhân có thể làm một cái chiếc cầu nối để ngôi chánh điện ở đây có thể sớm hoàn thành cho bà con, quý Phật tử, quý sư cô có một nơi để tu tập. Và hôm nay Nhân sẽ xin phép công khai tất cả những mạnh thường quân ở trong danh sách này để cho sư cô có thể rõ luôn, và cho quý mạnh thường quân cũng như quý khán giả có thể thấy là một cái sự minh bạch rõ ràng. Tổng số tiền con cầm con rung tay luôn đó là 1 tỷ 088 triệu 403 nghìn, cùng với đó là phong bì 1.500 đô và 2 phong bì 2 triệu của cô Đa Na Đào pháp danh Diệu Trang. Trước tiên thì con trao 3 cái phong bì này trước nha sư cô. Dạ quý Phật. Dạ. Rồi cô xin nhận 3 phong bì của cô Đa Na Đào. À. Dạ. Thì sau khi kết thúc video sư cô cứ kiểm tra lại giúp con nha. Dạ. Và thứ hai là trao danh sách cầu an cầu siêu, nhưng đã có in rất là rõ, cũng là do cái số tiền nó quá lớn và bản thân Nhân chưa bao giờ cầm số tiền lớn như thế này, Nhân cũng không dám đi một cái quãng đường xa cầm theo số tiền mặt, cho nên là Nhân đã thực hiện vào ngân hàng để Nhân chuyển khoản chẳng là 1 tỷ đồng. Và đây chính là cái chứng từ giao dịch trao vào số tài khoản của sư cô là 1 tỷ đồng. Thì con cũng đã có gửi cho sư cô xem khi nãy rồi, thì dạ, sư cô cũng đã nhận được cái số tiền rồi đúng không sư cô? Dạ, sư cô xin xác nhận giùm con nha. Dạ, dạ mô Phật, con xin xác nhận với các mạnh thường quân là chú Nhân đã có chuyển khoản cho sư cô 1 tỷ vô trong cái tài khoản của cô rồi à. Nhưng mà cô cũng xin thưa với mạnh thường quân là 1 tỷ đó là cô cũng đã chuyển về tài khoản của sư bà, tại vì cái gì cũng phải đưa qua sư bà. Sư bà giữ dùm cho tâm bảo, còn sư cô chỉ là người làm Phật sự bên ngoài thôi. Đó, cho nên mong muốn mạnh thường quân quan hỷ cho. Cũng có nhiều vấn đề, cũng dạ, không biết nói làm sao, nhưng mà dạ, một cái số tiền lớn thì tốt nhất thì mình vẫn nên cẩn thận đúng không sư cô? Dạ, như Phật. Con thì con cũng không dám cầm tiền mặt. Dạ. Và sư cô thì khi con trao ở đây, mặc dù là biết là phải công khai, bắt buộc phải công khai rồi, dạ, nhưng mà con cũng lo cho sư cô. Dạ, thì mình cũng không biết được người này người kia. Dạ. Con cũng rất lo. Sợ. Cầm tiền nhưng mà sợ lắm. Tại vì tiền này cũng đâu phải tiền mình rủi con, dạ, gì, cái nó cũng mệt mình nữa. Ừ. Dạ. Rồi thì đó là 1 tỷ đồng, sư cô, dạ, xác nhận giùm con, dạ, rồi nha quý khán giả. Dạ. Ngoài ra thì còn là 88 triệu 403 nghìn. Dạ, quý Phật. Thì đây là số tiền mặt con, dạ, đã chuẩn bị để con cầm theo. Yeah. Thì hôm nay sư bà cũng không có ở chùa, thì cô cũng xin đại lao sư bà cũng chúc tất cả mấy mạnh thường quân được nhiều sức khỏe, và cũng là đại lao sư bà để nhận cái tịnh tài này về để làm cho ngôi tâm bảo sớm được hoàn thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Và cũng xin mời mấy mạnh thường quân sau này mà có dịp thì về thăm chùa cô một lần để cho biết. A Di Đà Phật. Yeah. Cô cũng rất là cảm động, mà hình như là cảm động mà nó nằm ở trong tim rồi, không có nói được nữa. Yeah. Nhưng mình không có nghĩ là mình sẽ được một số tiền lớn để làm ngôi tam bảo như vậy. Thật sự mình vậy. Yeah. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hôm nay thì Nhân cùng với các bạn bè lại tiếp tục một lần nữa vượt quãng đường gần 300 cây số để đến với Tân Lâm, Di Linh, Lâm Đồng. Và đây là lần thứ hai Nhân trở lại ngôi chùa Bửu Hoa Sơn ở nơi đây. Và
Thời gian vừa qua thì Nhân cũng đã có chia sẻ với quý khán giả câu chuyện về ngôi chùa Bửu Hoa Sơn này. Đây là một ngôi chùa nằm ở vùng sâu ở Lâm Đồng này. Và tình cảnh của ngôi chùa thì như Nhân đã chia sẻ, đó là 7 năm rồi sư cô nơi đây vẫn không thể hoàn thành được ngôi chánh điện, bởi vì những cái khó khăn như là mùa dịch, rồi vùng đồng bào ở đây, bà con dân tộc có một cái điều kiện, bà con dân đồng bào dân tộc có một cái điều kiện cũng không được tốt. Và nơi đây thì chùa thuộc vùng sâu, cũng không nhiều Phật tử biết tới. Vì vậy mà trong suốt 7 năm sư cô không thể hoàn thành được ngôi chùa. Sau khi Nhân có duyên Nhân biết được ngôi chùa thì Nhân chia sẻ video. Và hôm nay Nhân muốn thông báo với tất cả quý khán giả gần xa, đó là chỉ trong vòng đúng một tháng kể từ khi Nhân đăng tải video chia sẻ về tình cảnh ngôi chùa thì Nhân đã nhận về số tiền tổng cộng đó là hơn 1 tỷ đồng. Hôm nay thì Nhân quay trở lại chùa để trao gửi cái số tiền này cho sư cô. Và sáng hôm nay thì khi Nhân đến đây, Nhân thấy là có rất nhiều bà con ở trong vùng đang đến đây để nhận quà từ thiện. Định kỳ sư cô vẫn rất là thường hay phát quà cho bà con ở đây, mặc dù là tình cảnh chùa cũng khó khăn nhưng mà sư cô vẫn không quên cái đời sống của bà con dân tộc mình, bà con đồng bào mình, và tổ chức những cái buổi phát quà rất là đều đặn. Bây giờ thì mời cả nhà sẽ cùng Nhân vào bên trong để xem là hôm nay cái quá trình xây chùa đã diễn ra như thế nào rồi. Khi Nhân vừa bước vào là đã thấy là vật liệu ngổn ngang rồi. Và theo như cập nhật của sư cô trong khoảng thời gian vừa qua với Nhân á, thì ngoài cái số tiền mà Nhân đang nhận ở đây thì sư cô cũng đã trực tiếp nhận sự cúng dường, sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân gần xa cũng rất nhiều. Và có thể là từ số tiền đó hôm nay sư cô đã có thể mua những cái vật liệu như là cát nè. Hôm nay Nhân thấy là các thợ vẫn còn đang làm việc ở dưới đây, những cái dàn giáo đang lắp lên rất nhiều, sơn nữa, sơn nè, ở đây có những bao xi măng nè, đây hai bên đây bao xi măng rất nhiều. Và nếu như cả nhà để ý thì sẽ thấy là có một cái phần sơn màu vàng đã được một khúc ở đây rồi. Có thể bây giờ cụ thể nhất thì Nhân sẽ vào gặp sư cô để chúng ta cùng chia sẻ về câu chuyện này nha cả nhà. Dạ mô Phật, con thưa sư cô. A Di Đà Phật. Dạ. Hôm nay thì tụi con lại có một cái duyên, tụi con quay trở lại ngôi chùa. Dạ mô Phật. Cho con hỏi là hôm nay sư bà đâu rồi hả sư cô? Dạ mô Phật, cách đây 3 hôm mà sư bà đi về Bạc Liêu á chú Nhân, thì có việc rồi hôm nay thì về tới Định Quán này cũng phải ở dưới đó để đi khám bệnh á. Chắc phải vài hôm nữa mới về chùa được. Dạ, dạ vậy hôm nay không có duyên gặp được sư bà. Dạ không phải. Lần trước thì đến có gặp sư bà. Hồi dạ. Hồi gọi điện thoại nói chuyện không? À vậy hả? Dạ. Nói chuyện mấy câu đi. Dạ. Dạ không phải. Hôm nay thì con đến đây, con thấy là vật liệu ngổn ngang hết rồi. Dạ, và bây giờ quý khán giả chắc cũng nghe được cái tiếng đục đẻo, tiếng búa, tiếng khoan đang ở trên mái. Dạ. Dạ. Thì hôm nay nhờ sư cô sẽ cập nhật cho quý khán giả, quý mạnh thường quân biết là cái sự ủng hộ của quý mạnh thường quân á. Dạ. Trong lần trước con trao bao nhiêu con quên mất tiêu rồi ta? Nhớ anh 83 triệu gì đó. 83 triệu mấy gì đó. Hơn 80 triệu đi, dạ, giờ dạ. Con cũng không nhớ nữa. Dạ. Thì trong cái khoảng thời gian vừa qua khi con chia sẻ video á, dạ. Thì con nhận được rất nhiều những cái sự ủng hộ của quý mạnh thường quân. Dạ, về cả động viên, cả về vật chất, cả về tinh thần. Dạ, thì từ ngày mà cái clip của chú Nhân quay lên khi trực tiếp phát quà và trao bệnh tài cho cô ở đây á, dạ. Thì cũng có rất là nhiều cái mạnh thường quân trong nước và ngoài nước khắp các nơi cũng có gọi điện về rồi gửi tịnh tài rồi về cho cô để mà làm cái chánh điện. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì rất là nhiều vị gọi điện về cho cô. Có đôi lúc đó thì vì ở chùa cứ Nhân cũng biết là có một mình rồi, thì đôi lúc là phải đi họp, rồi đôi lúc phải đi tụng kinh đám cho người ta, rồi tụng kinh ở chùa. Rồi cái đôi lúc mình có những cái là có không có bắt máy được, vậy cho nên là có đôi lúc là cũng sơ xuất cái chỗ đó. Thì cũng mong mấy tụng quân mà ở trong nước và ngoài nước thì cũng quan hỷ bỏ qua cho cô những cái sơ xuất đó. Tại vì nếu như mà có điện thoại di động ở Việt Nam á, thì cô có thể là gọi lại được. Còn những cái số nước ngoài thì cô không có gọi được. Thì mong các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước khi mà những trường hợp đó xảy ra thì cũng quan hỷ là thông cảm cho cô ở điều đó. Ở Di Đà Phật. Dạ.
Tức là đã có rất nhiều sự ủng hộ gửi về. Dạ. Còn về những cái câu chuyện về những cái đó thì một chút chúng ta sẽ chia sẻ sau. Dạ. Con cũng có rất nhiều những cái câu chuyện mà con sợ là quý khán giả phiền não con thôi, cho nên một chút sẽ tâm sự sau. Dạ, bây giờ thì nhờ sư cô sẽ dẫn cho con có thể cho quý khán giả xem là với những cái sự ủng hộ từ đợt trước của con rồi sư cô trực tiếp nhận thì hôm nay ngôi chùa của mình đã làm được thêm những gì. Dạ, sư cô. Dạ, dạ. Chú Nhân đi cô chỉ. Vậy bây giờ mình vô đây luôn ha. Trước tiên là cô nói về phần ngói đi ha. Dạ. Dạ, coi như là ngói thì cô đã mua đặt hết rồi. Nhưng mà tạm thời thì cô chỉ có đem về một phần nửa thôi. Thì cô chất ở đây. Thì trong cái quá trình mà đợi mấy chú thợ xử lý phân trần mái xong á, lợp lên thì hết cái phần này rồi cô mới kêu tiếp nữa. Tại vì nếu mà mình đem về hết một lần thì không có cái chỗ để. Cho nên là cô đặt rồi hết rồi, nhưng mà chỉ đem về có phân nửa là 600m2 rồi. A Di Đà Phật, đó là ngói Mỹ Xuân á chú Nhân. Dạ đây, đây là mái, đây là ngói để lợp mái. Dạ dạ, ngói để lợp mái, đúng không? Dạ. Mình mua như vậy là số lượng như vậy là đã đủ hết chưa sư cô? Coi như là cô đặt thì đặt đủ hết rồi, nhưng mà cô đem về mới phân nửa thôi, tại vì mình không có chỗ để. Không có chỗ. Chứ để cho lợp xong một đoạn rồi mình mới đem về tiếp. Dạ. Dạ đúng không? Rồi con thấy ở đây quẹt những cái sơn trắng như vậy là sao hả sư cô? À mấy chú trét để chuẩn bị mình sơn luôn á chú Nhân. Dạ. Là thử. Thử thôi, nhưng mà nói chung là đang làm ở phần trên trước để mà mình lọt phần trên rồi xong mới đi từ từ xuống. Thì đó những cái bên đó là sơn rồi đó, cô cô cũng đã kêu về hết rồi. Dạ rồi. Bên đây chính là sơn. Sơn rồi bột trét rồi nhiều thứ lắm. Khi nãy con thấy ở bên ngoài thì đã thấy một cái sơn mẫu rồi hay gì đó, tức là sư cô với sư bà chọn màu vàng. Dạ, chọn màu vàng nó phù hợp với lại cái ngôi chùa hơn. Dạ. Đây là rất nhiều những cái bao xi măng. Bột, cái này bột trét. Bột, cái này bột trét, cái này là sơn. À. Còn cái này phần ngói bên đây nữa nè. Bên đây mới là. Đây đó mới là xi măng. Dạ, dạ. Rồi bên kia là sắt. Rồi ngói bên đây còn quá trời luôn nè. Thì coi như là cô mới đem về có 600m2 thôi đó chú. Dạ. Còn 500 nữa mà mình để mình làm mới bớt một phần đi, mình hãy chở về tiếp. Dạ. Chứ chở nhiều quá mà không có chỗ để. Rồi mưa đó sợ nó ướt nè đó. Cho nên cô đang. Phía bên đây thì sắt. Sắt. Dạ. Sư cô cũng đem về rất nhiều rồi nè. Dạ đúng không? Còn phần ngói bên đây nữa. Dạ. Đúng không? Đây là sắt. Dạ. Đây là dàn giáo và hiện tại thì có một số công nhân đang thi công ở phía trên. Cái đang xử lý những cái mà hồi trước mình còn lâu quá rồi, ba cái bê tông mà nó không bằng phẳng á. Dạ. Chú đục làm lại cho nó là chỉnh sửa lại xong rồi bắt đầu mình mới làm, lập ngói lên. Dạ. Con cũng hiểu cái câu chuyện đó là khi mà sư cô xây được cái phần khung này lên thì không trong một thời gian dài không có lợp cái mái được, mái ngói được á. Dạ. Thì qua 2-3 mùa mưa là mưa nó sẽ làm thấm. Yeah. Thấm và nó bung sắt ở trên đó đúng không sư cô? Dạ. Yeah. Nếu như không lợp kịp. Dạ. Yeah. Thì nói chung là từ bữa giờ các mạnh thường quân ủng hộ thì cô cũng cố gắng để làm cho trước cái đợt mùa mưa tới này nè. Yeah. Cho nó xong cái đó đó chú Nhân. Dạ. Yeah. Một phần sơn ở trên trước á để mà mình bắt đầu mình lợp xuống á. Dạ. Dạ. Cố gắng làm trước mùa mưa. Dạ. Yeah. Chứ nếu không mà nó bị xuống cấp thì mình lại mất thêm chi phí nữa. Dạ. Yeah. Cũng nhờ khi mà quay lên là các mạnh thường quân trong nước mà nước biết đó. Dạ. Cho nên cô cũng phải sắp xếp làm cho nó kịp cái tiến độ đó. Dạ. Dạ. Chứ để sợ nó bị thấm nữa. Dàn giáo rất là cao. Bây giờ nắng cực kỳ luôn. Tội mấy anh thợ giờ đang ngồi trên đó đó. Ngồi trên mái cao. Một chút nhân sẽ bay flycam để quay cảnh ở trên đó cho quý khán giả xem. À, đây nè, đây chính là cái màu chùa của sư cô nè. Dạ. Dạ. Phối hợp đi màu vàng đó với màu sô cô la. Những cái hoa văn này thì con thấy là sơn màu đồng. Dạ, màu vàng đồng. Nhũ bạc á, hình như nhũ vàng. Hôm trước là cũng không có chưa làm đúng không sư cô? Cái hoa văn này mình làm hồi năm ngoái. Bây giờ mình chỉ sơn thôi, là cái phần trên thôi. Còn nhưng mà lần trước hình như con vào là chưa có sơn luôn. Chưa đúng rồi. Chưa có dám sơn đâu có. Lúc đó mình chưa có ai ủng hộ về đó. Cô cũng chưa có sơn. Bây giờ mình từ ngày đó tới giờ là có người ủng hộ thì sư cô mới làm cái phần sơn. Dạ. Cũng có một số cái miếng gạch gì ở đây ha. Cái đó để làm cái diệm ngoài đó. Dạ. Khi mà mình lập ngồi nó có một cái miếng diệm ngoài để nó nhìn cho nó phù hợp lên hơn. Dạ. Chứ nếu mà mình không có miếng diệm đó thì nó không có ra cái dáng mấy chùa. Dạ. Cho nên mấy chú thợ làm cái diệm đó thôi.
chỉ trong vòng một tháng thôi mà cũng đã có những cái tiến triển thấy rõ rồi hả sư cô? Dạ đúng không? Cái này là mấy chú thợ làm cái khuôn á, là bắt đầu mình mới làm. Dạ, dạ. Đẹp quá ha. Ừ. Màu này làm lên nổi. Thì cái ngói đỏ, dạ. Cái ngói đỏ cái miếng gì mà bé ngoài màu sơn vàng. Son thép vàng. Dạ. Đúng rồi. Đi bé bên đây luôn nè chú Nhân. Dạ, dạ. Bên đây luôn. Cái là coi như là sơn hết một phần ở trên đó rồi đó. Dạ. Thì trong cái quá trình thi công trong một tháng vừa qua thì có những cái khó khăn nào khác không sư cô? À, khó khăn là về cái vấn đề mà cái mình phải coi cái thợ á, yeah, như thế nào rồi mình mới hợp đồng với thợ để làm. Yeah. Ừ. Rồi thứ hai nữa là tại vì cô là người nữ mà, yeah, cô cũng không có rành về xây dựng cho nên mình cũng phải tư vấn một vài vị lớn để mà mình làm cho cái chùa nó phù hợp hơn. Tại vì cái đồng tiền của các mạnh thường quân các nơi gửi về thì mình rất là trân trọng những cái đồng tiền đó, cho nên mình làm cái chùa nó là mãi mãi. Cho nên mình cũng cái khó khăn là sư cô phải nhờ quý vị lớn tư vấn giùm cho cô làm cái màu nào phù hợp, hay là cái quy cách ở trên như thế nào. Ví dụ như là cái mái của mình á, là nó đã lâu năm như vậy rồi, làm cái cách nào để cho nó phù hợp hơn, nó đừng có bị chống ba cái mà thấm rồi đó chú. Yeah. Xử lý hôm bữa giờ cũng cả 10 ngày rồi đó, những cái đường gồ ghề cho nó làm lại cũng cực lắm đó chú Nhân. Kìa, đeo tuốt trên kia cao á. Thôi bây giờ con với sư cô quay trở lại vào chánh điện. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Bây giờ Nhân với sư cô sẽ quay trở lại vào chánh điện và sẽ Nhân sẽ trao gửi cái sự ủng hộ của quý mạnh thường quân cho sư cô, sư bà. Thì hôm nay trong cái lần trở lại này, Nhân cùng với các bạn bè cũng đã có chuẩn bị những cái phần quà này đây. Hôm nay sẽ phát 150 phần quà cho các em học sinh nhỏ và 150 phần quà còn lại là phát cho bà con người lớn. Dạ, dạ. Dạ, thì tổng cộng là có 300 phần quà từ cũng là từ sự ủng hộ của quý mạnh thường quân mà Nhân chuẩn bị. Ngay trong chiều hôm nay sẽ tổ chức phát luôn ngay khi mà đám trẻ đi học về. Dạ. Thì quý khán giả cũng biết là trong vùng này thì bà con khó khăn rất là nhiều, đồng bào dân tộc thiểu số rất là nhiều. Cho nên đời sống của bà con thì không có được dư giả lắm, cho nên những cái phần quà như vậy rất là quý với bà con, đúng không sư cô? Dạ mô Phật. Dạ. Tại vì mình ba xã, sư cô ở đây là ba xã, cho nên cái số đồng bào rất là nhiều, cho nên nhiều. Cô chia ra hôm nay ví dụ như có đoàn về thì xã này, thì đoàn này thì xã khác vậy đó, mình chia ra, học sinh cũng vậy, cũng chia ra. Dạ. Và hiện tại thì Nhân đang cầm trên tay là danh sách của quý mạnh thường quân đã ủng hộ vào việc xây dựng chùa Bửu Hoa Sơn. Và hôm nay Nhân sẽ xin phép công khai tất cả những mạnh thường quân ở trong danh sách này để cho sư cô có thể rõ luôn, và cho quý mạnh thường quân cũng như quý khán giả có thể thấy là một cái sự minh bạch rõ ràng. Ngoài ra thì cũng có danh sách cầu siêu, Nhân cũng đã chuẩn bị ở đây, cầu an và cầu siêu. Ngoài ra còn một số cái vấn đề khác nữa. Thì hiện tại là chùa cũng đang trong quá trình xây dựng cho nên có tiếng khoan cũng khá là ồn. Yeah. Và tiếng búa đục, và các bạn Nhân thì cũng đang chuẩn bị quà, với lại trong một cái khung cảnh là cũng hơi ngổn ngang đồ. Yeah. Cho nên là cũng mong là quý khán giả thông cảm dùm những cái thiếu sót này, những cái nó hơi lộn xộn. Đúng. Dạ đúng rồi. Thì cũng mong quý khán giả hiểu. Bây giờ thì đang rất là ồn. Khoan á. Dạ. Thì con cầm một số tiền quá lớn mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thì có lẽ có một cái vấn đề sẽ chia sẻ trước, đó là vấn đề về việc thỉnh tượng của các vị Phật, dạ, các vị ông Bồ Tát ở Pháp, trong ông. Dạ. Tiêu Diện và ông Tổ làm sao? Dạ, là ba vị đó. Là ba vị. Cùng với đó thì cái phần tượng Phật ở phía sau mình đây, Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư là 50 triệu. 50 triệu là còn thiếu nợ lại. Nhưng mà khi mà cho cô xin phép nói là khi mà chú Nhân quay lên thì 2 ngày sau là có rất là nhiều vị mà gọi điện về để trả cho cái tượng Bổn Sư đó. Thì có một vị ở Đức Trọng đã xuống tận nơi đây sư cô, và cô đưa cái số tài khoản để cô gọi điện cho cái chú làm Phật đó để mà nói chuyện với người đó, xong rồi là gửi
cái người đó chuyển khoản qua luôn ngay tại chỗ cô, cho cái chú đó là xác nhận đã vô rồi thì cô nó mới đi về. Dạ. Coi như là đã xong rồi, thì trong quá trình đó thì có rất là nhiều vị gọi điện về để gửi mà trả tiền tượng Phật, thì cô đã nói là xong rồi. Thì nếu mà có về, nếu mà quan hỷ chuyển cho cô để làm những cái công trình xây dựng rồi đó thì cô nhận, còn nếu mà tượng Phật thì cô đã xong rồi thì cô không nhận nữa. Dạ. Là như vậy. Rồi về tượng của ba vị còn lại. Dạ. Thì sư cô cũng có thông báo với con. Dạ. Đó là cũng đã có Phật tử cúng dường toàn bộ đúng không sư cô? Dạ dạ. Dạ. Đã cúng dường cái toàn bộ cái ông hộ pháp, ông tiêu diện và ông tổ. Cho nên có vị nào cúng nữa thì mình cũng không có nhận, tại vì đã dạ. xong rồi. Vậy đó. Thì có một cái điều như thế này, đó là dạ. trong trước cái khoảng thời gian mà sư cô thông báo với nhân là dạ. đã trả nợ tiền tượng dạ. và đã thỉnh được ba vị tượng của ba vị kia luôn. Dạ. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì con lại nhận được cái sự ủng hộ để làm tượng ở đây dạ. và trả nợ tượng ở đây. Dạ. Sư ủng hộ đã gửi về rồi, và hôm nay nhân phải thông báo là nhân sẽ xin trao cho sư cô cái số tiền làm tượng này, thì tùy sư cô sẽ quyết định về cái số tiền này. Nhưng dạ. mà bây giờ cho cô xin thưa là phải nói với Mạnh Thường Quân là cô đã trả rồi. Rồi bây giờ ví dụ như cái số tiền đó Mạnh Thường Quân mà ủng hộ để làm tượng đó, thì bây giờ là cô tự đó xong. Còn nếu mà bước Mạnh Thường Quân mà có từ cái tiền đó chuyển qua xây dựng thì sư cô mới dám nhận chứ. Yeah. Chứ còn không thì cô không dám nhận. Tại yeah. vì phải có sự quan hỷ của Mạnh Thường Quân yeah. để mà mình vô xây dựng thì mình mới được chấp nhận. Hai chú Nhân cũng yeah, nói với rồi. Mạnh Thường Quân vậy giùm cô. Thì bởi vậy con mấy trong danh sách con mấy chú thích rất là cụ thể. Yeah. Đó là cái phần nào mà của ai ủng hộ để làm tượng. Yeah. Là con sẽ ghi ra là yeah. làm tượng. Yeah. Phần nào trả nợ cho tượng của Đức Bổn Sư thì yeah. con sẽ ghi rõ. Yeah, yeah. Thì chỉ trong cái khoảng thời gian như vậy thôi mà nhân đã nhận được cũng nhiều cái sự ủng hộ. Và khi mà sư cô thông báo là đã có người trực tiếp đến tận chùa để cúng dường, để trả nợ, thì nhân thông báo là ngừng nhận. Thì bất kỳ ai gọi về và nói với nhân là xin ủng hộ cái phần mà làm tượng á, thì con cũng đã xin là con không nhận. Cho nên tất cả những cái phần sau là con đã từ chối hết. Chỉ riêng những cái phần mà bây giờ còn vướng lại ở đây thì nhân cũng công khai cụ thể ra đây. Thì mong là quý Mạnh Thường Quân có thể hoan hỷ. Thì số tiền đó nhân vẫn sẽ gửi cho sư cô ở đây. Sư cô sẽ giữ riêng ở đó. Dạ. Thì quý Mạnh Thường Quân cứ liên hệ với sư cô hoặc với nhân để dạ. xác nhận là cái số tiền này sẽ hoàn trả lại dạ. hoặc là sẽ cho xây dựng, cho qua phần xây dựng thì sư cô dám nhận. Dạ, cho nó rõ ràng tất cả. Dạ. Chứ để bị lộn xộn thì con cũng rất sợ mang dạ. tội. Dạ. Dạ. Đó là phần thứ nhất là về dạ. phần tượng. Về phần các phần còn lại thì là mái chùa, cúng dường Tam Bảo, cúng dường sư cô thì con cũng đã có ghi cụ thể ở đây hết rồi. Dạ, bây giờ thì con sẽ xin công khai cái danh sách này. Dạ. Mà trước khi công khai thì cũng có một số cái tâm sự. Dạ. Đó là kể từ lúc mà con chia sẻ video lên. Dạ. Thì trong khoảng 10 ngày sau đó là nhân bị stress luôn quý khán giả. Tức là mỗi ngày nhân nhận khoảng vài trăm tin nhắn và yeah. cuộc gọi trong nước và ngoài nước, qua tất cả các phương tiện liên hệ như là Zalo, Viber, Facebook, và gọi trực tiếp về yeah. rồi nói chung là đủ cách hết, email yeah. Yeah. Thì quý khán giả cũng biết đó là gần như là nhân nghe điện thoại mà bị stress luôn sư cô. Dạ đúng rồi. Có khi con đang đi quay ngoài đường yeah. hoặc là con đang bận làm một cái công việc gì đó dạ. Sư cô cũng biết thì con cũng đi rất là nhiều nơi dạ, dạ. Thì nhiều khi đang quay, đang phỏng vấn sư cô như thế này đi mà quý khán giả gọi thì nhân không thể nào nghe được. Rồi cũng từ đó thì có một số quý khán giả cũng sinh ra phiền não khi mà gọi cho con không được dạ. Thì cũng mong là quý khán giả hoan hỷ, bởi vì công việc nhân còn đi rất là nhiều. Và có khi mà nhân về nhân thấy cuộc gọi nhỡ thì nhân cũng sẽ thường nhân cũng sẽ nhắn tin lại hoặc là gọi lại. Còn nếu như mà không có thì đó là do nó quá nhiều, nó bị dồn và nhân không thể kiểm tra lại hết được. Thì nhân chỉ không phải nói là để trách móc hay gì, mà chỉ là để quý khán giả hiểu và thông cảm giùm nhân, đừng có giận nhân. Rồi khi mà gửi sự ủng hộ về á, thì gửi qua tài khoản cũng có, rồi gửi về tận nhà con cũng có. Yeah. Rồi con phải trực tiếp con đi đến từng nhà con nhận. Yeah. Tại vì có rất nhiều quý Mạnh Thường Quân cũng lớn tuổi, già, yeah. yeah. Không thể đi lại được và cũng không có con cháu chở. Yeah. Thì con rất hoan hỷ con đến đây con nhận. Yeah. Thì con lại thêm một cái phần là con phải đi đến những cái chỗ đó nữa. Yeah. Rồi gửi tiền về bưu điện cũng có, yeah. rồi chuyển khoản.
và cái chuyển khoản thì có khi quý mạnh thường quân lại không có ghi rõ thì con buộc con phải ghi chú lại. Cái cuốn sổ này gần như là nát hết luôn. Nát hết. Rồi sau đó thì con phải đợi là xem có ai nhắn tin gọi điện cho con hay không để con check lại cái số tiền này. Và cứ 10 người không ghi rõ sự ủng hộ thì nhân phải đợi 10 người. Và trong 10 người đó thì lại lộn xộn những cái cuộc gọi khác. Và cái con bị rối luôn. Đó, là như thế. Là như vậy đó. Rồi có mạnh thường quân nói là gửi, nhưng mà không hiểu vì lý do gì đó thì lại không gửi. Có mạnh thường quân không nói gì hết nhưng mà lại gửi. Thì những cái sự đó không ghi chú rõ nó lại nhầm lẫn với nhau. Rồi nhận tiền từ nước ngoài về thì có rất nhiều là cô chú cũng nhân rất là thông cảm, bởi vì cô chú lớn tuổi. Cô chú sẽ không có rõ cái cách thức gửi như thế nào. Thì con phải hướng dẫn. Con hướng dẫn cụ thể. Rồi khi mà gửi về thì cũng có một số cái trục trặc nó thất lạc thì con lại tiếp tục con đợi. Rất là nhiều những cái vấn đề bây giờ cũng không nhớ hết để kể. Rồi quý khán giả gọi để tâm sự cũng có. Tức là không ủng hộ nhưng mà động viên về tinh thần, con rất quý điều đó. Những cái sự tâm sự của những người xa quê, rồi họ thấy mái chùa của mình đang che chở hồn dân tộc 7 năm chưa xây xong, họ thương. Họ tâm sự. Con cũng rất là hoan hỷ con chia sẻ. Nhưng mà có nhiều cô chú cũng gọi để xin số điện thoại của sư cô nè. Rồi xin thông tin sư cô, địa chỉ chùa. Thì nhân cũng đã có để trên clip rồi. Nhưng mà mọi người không có xem kỹ, hoặc là quý cô chú lớn tuổi thì không có đọc kịp. Cho nên gọi về để xin nhân. Thì cũng trong video hôm nay nhân cũng sẽ để lại địa chỉ chùa, thông tin liên hệ sư cô rất là rõ ràng. Thì mong quý khán giả hãy xem kỹ clip rồi hãy gọi cho nhân. Đó là tất cả những cái tâm sự của con. Mà nói chung chắc là cũng nhiều tâm sự lắm mà không có đủ thời gian để nói luôn. Dạ đúng rồi, tức là rất nhiều những cái tình huống mà nhưng mà sợ nhất đó là quý khán giả sẽ hiểu lầm con. Rồi phiền não con, rồi giận thì cũng tội con. Thì con chỉ muốn nói để cho quý khán giả có thể thông cảm một chút cho con. Thì hôm nay thì những cái cuộc gọi nó cũng giãn dần rồi. Thì quý khán giả có thể gọi về tâm sự, nhân sẽ nghe. Chắc nhân sẽ nghe. Thôi thì trước khi trao, sư cô cũng tâm sự một chút về cái việc này. Nói chung là cũng đồng cảm với chú Nhân. Thực sự mà nói thì cũng thưa quý mạnh thường quân và tất cả quý khán giả trong nước và ngoài nước, thì đúng như là chú Nhân đã nói, thực sự mà nói trong cái thời gian thì 10 ngày đó thì ở đây sư cô cũng có nhận được rất là nhiều cuộc điện thoại và rất là nhiều quý mạnh thường quân gọi điện về cho cô là xin số tài khoản, rồi hỏi tên, rồi cũng như là xác nhận lại coi có đúng hay không. Thì thật sự cô cũng rất là hoan hỷ để nói lên những cái mà tài khoản của mình để cho quý mạnh thường quân biết, để mà dễ dàng để gửi tiền cho cô. Nhưng mà đôi lúc quý mạnh thường quân ơi, cũng thân mến ơi, hãy thông cảm cho cô. Thật sự mà nói đôi lúc á, cô là một mình ở trong chùa, rồi nhiều công việc quá, rồi đôi lúc phải đi cúng đám. Thì quý khán Phật tử thân mến có khi là cũng thông cảm cho cô, không thể nào mà mình đang tụng kinh trong đám mà mình bắt máy được. Đó, cho nên có nhiều cuộc gọi về cho cô cũng không bắt máy được. Rồi nếu như mà những cuộc điện thoại di động thì cô có thể liên lạc được, mà số nước ngoài mà gọi bằng thẻ gì đó thì cô không thể nào liên lạc được. Và cũng mong mấy mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước cũng quan hỷ cho cô ở điều đó. Và điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là có một vài điều cô muốn tâm sự chia sẻ với các mạnh thượng quân để mà thông cảm cho cô. Vì cái chùa của mình á, là mình làm cho nó là một lần làm là nó chắc chắn. Thì có nhiều vị á, gọi về ủng hộ cho cô, nhất là sơn hoặc là gạch gì đó. Thì cô thật là cảm động về cái tấm lòng hướng thưởng thiện của quý nam nữ Phật tử mạnh thượng quân. Nhưng mà cũng thông cảm cho cô, tại vì một cái ngôi chùa, ví dụ như cái màu sơn nó cũng phải phù hợp với cái ngôi chùa của mình, và cái gạch nó cũng phải phù hợp với bây giờ là mình gạch 60, chứ đôi lúc á, thì gạch 40. Thì hôm bữa có một thí chủ là mình muốn cúng dường đem tận nơi từ sơn, từ thành phố Hồ Chí Minh đem tận nơi và gạch đem từ dưới lên tận nơi. Nhưng mà trong cái quá trình đó thì thứ nhất là cô chưa có chọn màu được, thứ hai nữa là cái gạch nó nhỏ quá, thì so với cái diện tích chánh điện mình nó rộng lớn như vậy thì nó không có phù hợp. Thì sư bà có nói là nó không có phù hợp. Thì quý mạnh thường quân cũng không có được quan hỷ cho lắm. Thì cô cũng nói là nói lên điều này để cho mấy mạnh thường quân quan hỷ, tại vì nếu như mà một cái ngôi chùa mà mình làm nó lộn xộn màu như vậy thì nhìn vô nó không có trang nghiêm. Đó,
Cho nên là mấy mạnh thường quân cũng thông cảm cho cô ở chỗ đó, thấy không? Ví dụ như ủng hộ cho cô là thật sự là cô rất là quý. Nhưng mà nếu mà nó không có phù hợp thì nó là sẽ không có cái giá trị. Dạ, cô cũng xin là thương như vậy. Mấy mạnh thường quân nào mà trong cái trường hợp đó thì cũng quan hệ cho cô. Dạ, vô Đạo Phật. Dạ. Cũng nhiều nỗi niềm. Thật sự nhiều nỗi niềm lắm mà thời gian thì không có. Thì cô cũng mong rằng quý mạnh thường quân trong nước, hoàng mà nước thì cũng hiểu được cái giờ giấc của cô. Tại vì cô cũng là tu sĩ cho nên cái thời khóa tu, hoặc là thứ hai nữa là hai cái múi giờ nó khác nhau của giữa Việt Nam và nước ngoài, và tùy theo nước. Ví dụ Đài Loan thì khác, và Mỹ thì khác, và Thụy Sĩ thì khác, và Canada thì nó rất là khác nhau. Cho nên là mình không có thể nào mà nghe hết được những cuộc điện thoại, và đôi lúc mình đang đi ở ngoài đường hoặc là đang đi đám gì thì không thể nghe được. Dạ. Quý mạnh thường quân cũng quan hỷ cho cô. Dạ. Dạ, Phật. Cũng để không mất thời gian nữa thì Nhân cũng xin công khai, Nhân sẽ cận cảnh vào danh sách này. Quý khán giả theo dõi kỹ giùm Nhân nha. Rất là dài, đến vài trăm vị lận. Cho nên quý khán giả xem kỹ giùm Nhân nha. Danh sách quý mạnh thường quân ủng hộ chùa Bửu Hoa Sơn ở Di Linh, Lâm Đồng lần thứ hai có chị Nga 3.574.000, Nguyễn Đức Tùng 1.000.000, Oanh và Chinh 200.000, Pháp Danh Ngọc Linh 1.000.000, Bé Trí Quang 2.000.000, Phát 100.000, Trần Thị Thương 1.000.000, Nguyễn Nhật Trường 500.000, Nguyễn Thị Tuyết 2.000.000, Một Mạnh Thường Quân giấu tên 100.000, Nguyễn Văn Hùng, Đăng Hải, Hải An, HB có lẽ là Hải Phòng 1.000.000 đồng, Anh Phúc, chị Vân 5.000.000 đồng để làm tượng. Dạ. Nguyễn Thanh Huy 200.000, Phan Thị Xuân Duyên 200.000, Võ Hoàng Nhân 1.000.000, Mỹ Hạnh 200.000, Võ Hoàng Sơn, Võ Hoàng Yến Nhi, Võ Thị Hoàng Quyên, Nguyễn Thị Nga, Phạm Hữu Chiến, Phạm Huỳnh Trúc Linh 600.000 để làm tượng. Một Mạnh Thường Quân giấu tên 1.000.000 đồng, vợ chồng chị Thủy Sinh 1.000.000 đồng, có kèm theo danh sách cầu an. Nguyễn Anh Tấn 100.000, không rõ là ủng hộ cho chùa nào, bởi vì Nhân còn ủng hộ rất nhiều những chùa khác. Yeah. Nhưng mà thôi, Nhân có một cái duyên, Nhân xin cho chùa Bửu Hoa Sơn. Một Mạnh Thường Quân giấu tên khác 500.000, cô Trần Thị Mùi 500.000, Trần Thị Vân 1.000.000, cô Nguyễn Thị Phượng 3.000.000, cô Khánh Vân Đặng 500 đô Mỹ, Lý Thị Mới 800.000. Một Mạnh Thường Quân giấu tên 2.000.000, chị Phượng 100.000, chị Phương 200.000, Truyền Phi 200.000, Chánh Cần 100.000, Lê Thị Thanh Tâm 500.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 10.000.000 đồng để trả nợ cho tượng của Đức Bổn Sư. Dạ. Thiên Phong 200.000, Tony Trương, Hà Thị Loan Anh 7.120.000 để làm tượng, và có kèm theo danh sách cầu an. Cô Thiên Nga Na Uy 1.000.000, Trần Quang Cường ở Bình Thạnh 1.000.000, Hương Phạm 1.000.000, Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ 300 đô Mỹ, Nguyễn Thị Đào 500.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 5.000.000 đồng. Một Mạnh Thường Quân giấu tên khác 700.000, chị Hồng Phương 1.000.000, Lê Thị Tố Trinh 500.000, Lê Thảo Vi 200.000, gia đình Diệp Bùi Tú Linh, Pháp Danh Quảng Diệu Tâm 500 đô Mỹ, của gia đình Diệp Bùi Tú Linh thì để xây chùa và để thỉnh tượng, có kèm theo danh sách cầu an. Cường và Sang 50.000 đồng, Trần Bảo Phong 500.000, Bùi Thị Ngọc Hà 1.000.000, Phạm Đình Anh Thanh 1.000.000, và cũng không rõ là ủng hộ cho chùa nào, xin hoan hỷ về chùa Bửu Hoa Sơn. Mạnh Thường Quân giấu tên 100.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 200.000, Bùi Ngọc Phương Đài Loan 5.000.000 đồng, có kèm danh sách cầu an. Nguyễn Tấn Hưng 300.000, Trần Phương Mai 500.000, Nguyễn Như Đức 100.000, Nguyễn Văn Đạt 110.000, Trương Hồng Phan 1.000.000 đồng, Diệu Pháp ở Thủ Đức 300.000, Hoài Nam 2.000.000, cô Trần Thị Hà Lên Xuân Thủ Đức 1.000.000 đồng. Mạnh Thường Quân giấu tên 300.000, Nguyễn Tuấn Canh 50.000 đồng, Nguyễn Vi Trần 100.000, Nguyễn Thị Tú 200.000, Nguyễn Quốc Nam 200.000, Ngô Thị Huyền Nga 500.000, Nguyễn Phương Thảo ở Lục Nam Bắc Giang 100.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 20.000.000 đồng. Kim 500.000 đồng, Trương Anh Quang 200.000 đồng, gia đình Phật tử Minh Hoàng 5.000.000 đồng để làm tượng. Dương Công Tiễn 200.000, Tiêu Mỹ Tâm, Anh Trung Cúng Dường 1.000.000, Lê Hoàng Việt 200.000, anh chị Trương Xuân 250 đô Mỹ, anh chị Kim Nguyễn 100 đô, anh chị Lan Quốc 100 đô, anh chị Phúc Thi 100 đô, bé Phương Thi 100 đô, anh chị Tracy Tuyết Phạm 100 đô, anh chị Nani 100 đô, gia đình bé yêu Steven Nguyễn 100 đô, bạn bé Steven con không biết đọc tiếng Anh 50 đô Mỹ, tấm lòng vàng giấu tên 300 đô Mỹ, shop Trương Ngọc Quỳnh 500 đô Mỹ. Và tổng cái số này Mạnh Thường Quân chuyển khoản tiền Việt là 41.580.000. Nguyễn Tiết Nhung 5.000.000 đồng, Nguyễn Hoàng Diễm Trinh 4.000.000 đồng, Phật tử Tống Thị Vân 1.000.000 đồng, gia đình Lâm Trí Mẫn 3.000.000 đồng, Nguyễn Thị Hoàng Oanh 650.000 đồng để xây chùa,
Nguyễn Thị Hoàng Anh ủng hộ 650.000 đồng tiếp tục để làm tượng, và Nguyễn Thị Hoàng Anh cũng ủng hộ thêm 400.000 đồng để cúng dường cho Tam Bảo. Cô Thiên Huệ 200 đô Mỹ, Nguyễn Nhân Văn và gia đình anh Trang tiệm nail 200 đô Mỹ, Anna Lê pháp danh Diệu Pháp 200 đô Mỹ, anh Bùi 50 đô Mỹ. Nani Trương 3 triệu, Trương Hiền Nhân 1 triệu, Trương Mỹ Nhân 1 triệu, Phạm Thị Tươi quận 5 2 triệu, Phan Truyền 1 triệu đồng cũng không rõ là chùa nào, xin hoan hỷ về chùa Bửu Hoa Sơn. Nhóm Phật tử Huệ Phước, anh Kiệt Đoàn ở Canada 17 triệu 375 nghìn, Lâm Vũ Thịnh 500 đô Mỹ, Mạnh Thường Quân giấu tên 100 nghìn, Mạnh Thường Quân giấu tên khác 4 triệu, Vũ Bích Ngọc 200 nghìn, Minh Đức 500 nghìn, mẹ con Lê và Duy 10 triệu đồng, Huỳnh Hậu 500 nghìn, Duy Toàn 200 nghìn, cô Ngọc ở Mỹ 500 đô Mỹ, Simon 2 triệu 300 nghìn, Nguyễn Thị Xuân 1 triệu, Mạnh Thường Quân giấu tên 200 nghìn, Trần Việt Cường 200 nghìn, Trần Vi Nam 1 triệu, xin lỗi. Nguyễn Văn Nhân 300 nghìn, Trần Thị Yến Trinh 500 nghìn, Phạm Thị Từ pháp danh Tâm Thuần 1 triệu, ông bà Năm 500 nghìn, Nguyễn Nguyên Trần 5 triệu, bà Đinh Thị Nhung pháp danh Tâm Lương 500 nghìn, Từ Kim Ngọc 6 triệu ủng hộ để lợp mái chùa, Phương Châu 1 triệu cũng không rõ là chùa nào thì xin hoan hỷ. Hai chị em giấu tên 1 triệu 500 nghìn, Nguyễn Thị Thu Phương 1 triệu, Quân Tôn Tê Sát 4 triệu rưỡi, Nguyễn Mai Đăng 1 triệu, Facebook Đỗ Tuấn 300 nghìn, Mạnh Thường Quân giấu tên 1 triệu 338 nghìn, Mai Thị Kiều Lan 2 triệu, ông Quang 5.000 đô Mỹ, Hùng Thanh Phan 200 đô Mỹ, chị Dung Ngọc 950 đô Mỹ, cô Trên Hoài Ton 100 đô Canada, Chu Thị Hồng Liên 1 triệu đồng, Tô Linh Thái 100 đô Mỹ, Mạnh Thường Quân giấu tên 100 nghìn, Nguyễn Thị Phương Linh 1 triệu 489 nghìn và một Mạnh Thường Quân giấu tên khác 400 nghìn. Quỳnh Như 2 triệu đồng, Mạnh Thường Quân giấu tên 100 nghìn, Nguyễn Phước Huy 100 đô Mỹ, cô Nguyễn Phương Lan 100 đô Mỹ, người hảo tâm ở California 300 đô Mỹ, sư cô có lẽ là Hạnh Nhã 500 nghìn, Mạnh Thường Quân giấu tên 100 đô Mỹ, Mạnh Thường Quân giấu tên khác 500 nghìn, Phật tử Phạm Thị Minh, Vũ Thị Đinh 400 nghìn để làm tượng, chú Ngô Ngọc Linh ở Thụy Sĩ 4 triệu 500 nghìn, Mã Giai Phấn 12 triệu 400 nghìn, chị Huyền Hà Nội 500 nghìn, cô Kim Anh 50 đô Mỹ, cô Linda 50 đô Mỹ, Phan Thị Tuyết Vân 300 nghìn, anh Hùng Đặng 500 đô Mỹ, anh Hùng Huỳnh 500 đô Mỹ, Uyên Trần 300 đô Mỹ, cô Diệu Huê 100 đô Mỹ, anh Long quận 7 3 triệu, Thu Vân 1 triệu, Thiện Hòa 2 triệu, Bùi Thị Ngọc Bích 80 tuổi 500 nghìn đồng có kèm danh sách cầu an, Thu Hoàng Phương Như Thu Hương 1 triệu 7, Nguyễn Minh Thuận 500 nghìn, cô Đa Na Đào pháp danh Diệu Trang ủng hộ là 1.500 đô để xây chùa, 2 triệu để cúng dường cho sư cô và 2 triệu là cúng dường Tam Bảo. Ở đây thì nhờ người thân gửi sẵn, đã làm sẵn vào các phong bì như thế này và niêm phong lại, con cũng không dám mở ra. Đúng. Con chỉ kiểm tra ngay lúc đó thôi, rồi sau đó thì người nhà đã niêm phong lại, dán lại. Thì con để nguyên cái này nha sư cô. Dạ, dám mất phong. Dạ, con để nguyên 3 phong bì này một chút, con sẽ trao sau. Châu Thị Kiều Xuân, thành phố Bến Tre 500 nghìn, Phật tử Chân Hoa Lạc 2 triệu, Lê Kim Uyên 10 triệu, Nguyễn Thị Liễu, pháp danh Giác Giải 2 triệu 6, Nguyễn Thị Liên, pháp danh Ân Hữu 1 triệu 3, Nguyễn Hữu Quỳnh Đan 1 triệu 3, Nguyễn Hữu Thu Hương, pháp danh Nguyệt Chánh Phương 1 triệu 3, Nguyễn Thị Bạch Ngọc, pháp danh Thiện Bảo 1 triệu 3, Nguyễn Thị Lài, pháp danh Huệ Ngọc 1 triệu 3, Nguyễn Thị Lan, pháp danh Diệu Niệm 540 nghìn, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, pháp danh Tịnh Hương 1 triệu 3, Nguyễn Thị Tuyết Ngân 1 triệu 3, Trần Thị Kim Hoa, pháp danh Nhuận Tâm Hiền 1 triệu 3, Trần Kim Ái 1 triệu 3, Lê Thị Hòa, pháp danh Nhuận Tính 2 triệu 1, Phạm Thị Thúy 150 nghìn đồng, Phương 1 triệu, Lê Thanh Thủy 200 nghìn, cụ bà Nguyễn Thị Nham đã mất năm 79 tuổi, thọ 79 tuổi, 1 triệu đồng. Gia đình Phật tử Minh Xuân 2 triệu 200 nghìn đồng, anh Cửu Long 200 nghìn đồng. Huỳnh Ngọc Thanh Thủy 50 triệu đồng, Phan Ly 200 nghìn đồng, chị Oanh ở Mỹ 2 triệu để làm tượng, Huỳnh Ngọc Lan 1 triệu, Mạnh Thường Quân giấu tên 10 triệu, chú Nguyễn Lâm Tùng Châu 300 đô Mỹ, Nguyễn Khoa Đạt ở quận 3 sinh năm 1986 200 nghìn, Tân Ngọc Thu 1 triệu, Ly Trần 500 đô Mỹ, gia đình chú Johnny Nguyễn 100 đô Mỹ, gia đình cô Ngọc Dung Đặng 100 đô Mỹ, chị Ngô Thị Thanh Loan pháp danh Viên Anh ở thành phố Seattle, tiểu bang West Texas 200 đô Mỹ, Thùy Vân 200 nghìn đồng, Đinh Thị Hồng Cẩm 500 nghìn, một Mạnh Thường Quân giấu tên ở tiểu bang New Jersey 10 triệu đồng, gia đình của Zalo Tô Anh 2 triệu đồng có kèm danh sách cầu an.
Quản nhiệm 1.000 đô Mỹ, Nguyễn Văn Phánh 200.000 đồng, Dũng Trương 500 đô Mỹ, Anh Hiếu Duyên 500.000 đồng, chị Hoa Bình Thạnh 500.000 đồng để làm mái chùa. Lê Duy Linh 1 triệu đồng. Hình như Nhân đã đọc sót. Chị Hoa ở Bình Thạnh 500.000 đồng để làm mái chùa. Nguyễn Thế Hùng 300.000 đồng. Lê Duy Linh 1 triệu đồng, không rõ chùa nào thì xin hoan hỷ. Suzuki Kenji 5 triệu đồng có kèm danh sách cầu an. Chị Trân ở Úc 4 triệu đồng. Lê Quốc Dung 1 triệu, anh em ở Sài Gòn 2 triệu, chị Trinh Nhà Bè 5 triệu. Bá Diệu Vương 1.200.000, chị Jenny Thi Cao, Cao Ngọc Thu 2.000 đô Mỹ để làm cửa chánh điện. Đây là phần ủng hộ làm cửa nha sư cô. Dạ, chị phát tâm để làm bộ cửa ở chánh điện. Dạ. Chị Mỹ Nguyễn 40 đô Mỹ, một mạnh thường quân giấu tên 200.000 để tô tường. Moon 100.000, vợ chồng Sương Thiện 6 triệu, Hoàng Văn Bảy 21 triệu. Chị Hằng Võ, chị Cẩm Võ 5 triệu. Thu Phạm Texas 200 đô Mỹ, cô Kiều Thị Nga 300 đô Mỹ, mạnh thường quân giấu tên ở Nhật Bản 4 triệu. 148.000, chị Trinh 100 đô Mỹ, Võ Huyền Nhã An ở Seattle 100 đô Mỹ. Gia đình Phật tử Nguyễn Ngọc Khánh, gia đình Phật tử Trần Bích Hồng 1 triệu 8, Đỗ Thị Sang 6 triệu, Lương Lệ Phương 500.000, Vương Phú Quyền 100.000, Huỳnh Thanh Cẩm 100.000. Trần Vĩ Quyền 100.000, chị Vân Hà Nội 1 triệu, cô Hạnh 200 đô Mỹ, cô Vi 200 đô Mỹ, cô Thái 200 đô Mỹ, chị Hạnh ở Úc 1.763.000, Phật tử giấu tên 400.000, cô Đức Đoàn, cô Luân Đoàn, cô Hương Ngô ở Houston 6 triệu, cô Ngọc Dung California 18 đô Mỹ, 180 đô Mỹ. Chị Danh 50 đô Mỹ, chị Xui 20 đô Mỹ, mạnh thường quân giấu tên 100.000, chị Thảo Nguyễn 200 đô Mỹ. Cô Võ Thị Mai 3 triệu, Nguyễn Thị Phương Thảo 50.000 đồng. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Tấn Thành ủng hộ 2 triệu, em Thảo 200.000, Lâm Châu 1 triệu, Nguyễn Thị Phụng ở Mỹ 10 triệu, em Phát Vinh 3 triệu, Desitat 100 đô Mỹ, Lê Thị Khánh Trang, Nguyễn Thị Khánh. Xin lỗi, Lê Thị Khánh Trang 200.000 đồng, Nguyễn Thị Khánh 1.500.000, mạnh thường quân giấu tên 100.000, một mạnh thường quân giấu tên ở Úc 300 đô Úc. Phạm Hữu Quỳnh Như 500.000, một mạnh thường quân giấu tên 600.000, Mai Xuân Cường 100.000, Trương Thị Kim Ngọc, Pháp Danh Diệu Châu 1 triệu, cô Anh ở Mỹ 10 triệu, cô Trần Tú 3 triệu để làm tượng. Nguyễn Thị Luân 8 triệu, gia đình Châu Trác Nhiên 3 triệu, bà Phan Hà Kiều 500.000, bé Hồng Lam 500.000, Ngô Thị Ly 5 triệu đồng, Võ Thanh Kiếm ở Úc 1.000 đô Úc, Hồng Phước 1 triệu. Cụ bà Vũ Thị Sơn Đạm, Pháp Danh Diệu Ninh, đã mất vào ngày 10 tháng 3 năm 2021 và để lại cho người thân gửi cúng chùa, thì cũng nhờ sư cô có thể cầu siêu cho bà. Ủng hộ 9.532.000, cô Thanh Mai 500.000, Ngọc Tú 500.000, Ngọc Hiếu ở Bình Dương 200 đô Mỹ, chú Minh Texas 5.000 đô Mỹ ủng hộ để làm cửa và sơn tường. Một mạnh thường quân giấu tên là 1.100.000. Chị Trang 500.000, chị Mai Trần Washington 300 đô Mỹ. Và cuối cùng là Đỗ Nguyệt Thu 500.000, Nguyễn Đông Du Pháp Danh Minh Lực 2 triệu đồng, cô Thanh 1 triệu, cô Vân 5 triệu và một mạnh thường quân giấu tên ở Đắk Lắk 1 triệu đồng. Và như vậy thì tổng số tiền con cầm con rung tay luôn, đó là 1.088.403.000, cùng với đó là phong bì 1.500 đô và hai phong bì 2 triệu của cô Đa Na Đào Pháp Danh Diệu Trang. Trước tiên thì con trao ba cái phong bì này trước nha sư cô. Dạ bố Phật. Dạ. Này cô xin nhận ba phong bì của cô Đa Na Đào. À. Dạ. Thì sau khi kết thúc video sư cô cứ kiểm tra lại giúp con nha. Dạ bố Phật. Và thứ hai là trao danh sách cầu an cầu siêu, Nhân đã có in rất là rõ, ai nhờ thì Nhân đã có ghi rất rõ vào đây rồi, thì mong là sư cô hãy cầu an cầu siêu cho đây là quý mạnh thường quân nhờ. Còn lại thì tất nhiên là đây sẽ là danh sách mà sư cô sẽ cầu an cho tất cả quý mạnh thường quân đã ủng hộ, đúng không sư cô? Dạ. Thì cũng là do cái số tiền nó quá lớn và bản thân Nhân chưa bao giờ cầm số tiền lớn như thế này, Nhân cũng không dám đi một cái quãng đường xa cầm theo số tiền mặt, cho nên là Nhân đã thực hiện vào ngân hàng để Nhân chuyển khoản chẳng là 1 tỷ đồng.
Hiện tại thì Nhân đang có mặt ở ngân hàng và bây giờ Nhân sẽ vào bên trong để tiến hành làm thủ tục chuyển số tiền mà mọi người đã ủng hộ xây chùa Bửu Hoa Sơn chuyển vào tài khoản của sư cô. Và số tiền mà Nhân chuyển chẳng là 1 tỷ đồng. Còn cái phần còn lại Nhân sẽ mang trực tiếp lên gặp sư cô. Nhân sẽ chuyển, sau đó sẽ có những cái giấy tờ xác nhận và sau đó Nhân sẽ lên sư cô để xác nhận là số tiền đã chuyển cho đến tận tay sư cô. Mời quý khán giả sẽ xem kỹ giúp Nhân nha. Và đây chính là cái chứng từ giao dịch trao vào số tài khoản của sư cô là 1 tỷ đồng. Thì con cũng đã có gửi cho sư cô xem khi nãy rồi. Thì dạ, sư cô cũng đã nhận được cái số tiền rồi đúng không sư cô? Dạ, sư cô xin xác nhận giùm con nha. Dạ, dạ muốn hoặc con xin xác nhận với các mạnh thường quân là chú Nhân đã có chuyển khoản cho sư cô 1 tỷ vô trong cái tài khoản của cô rồi à. Nhưng mà cô cũng xin thưa với mạnh thường quân là 1 tỷ đó là cô cũng đã chuyển về tài khoản của sư bà. Tại vì cái gì cũng phải đưa qua sư bà, sư bà giữ dùm cho Tâm Bảo, còn sư cô chỉ là người làm Phật sự bên ngoài thôi đó. Cho nên mong muốn mạnh thường quân quan hỷ cho, để nhiều khi là sư bà chuyển vô tài khoản sư bà, khi mà có làm việc gì trả cho người ta thì sư bà đưa ra để mà trả, còn sư cô là người làm việc xung quanh ngoài thôi. Nên mạnh thường quân cũng quan hỷ cho. Thì cũng có nhiều vấn đề, cũng không biết nói làm sao, nhưng mà một cái số tiền lớn thì tốt nhất thì mình vẫn nên cẩn thận đúng không sư cô? Dạ, như quả. Con thì con cũng không dám cầm tiền mặt. Dạ. Và sư cô thì khi con trao ở đây, mặc dù là biết là phải công khai, bắt buộc phải công khai rồi, dạ, nhưng mà con cũng lo cho sư cô. Dạ, thì mình cũng không biết được người này người kia, xã hội mà đúng không sư cô? Dạ. Cho nên thôi thì sư cô phải cẩn thận nhất có thể. Dạ, con cũng mong như vậy. Dạ. Thanh đưa dòng Phật cô cũng xin có vài lời để cảm niệm. Thứ nhất là trước là công đức của chú Nhân và mấy anh đi theo. Thứ hai nữa là các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thật sự mà nói á, thì trong ngoài nước, ở nước ngoài có nhiều chú lớn tuổi rất là quan tâm và thương cô. Nói là sư cô ơi, có một mình xa xôi quá, nhớ đừng có giữ tiền nghe. Dạ. Rồi cô nói, dạ mấy bác ơi, dạ cô biết, cô thì từ đó giờ không có giữ tiền. Tiền là cô chuyển qua cho sư bà hết, là chứ cô không có giữ. Dạ. Dạ, trên danh nghĩa thì cô cầm thiệt, nhưng mà chuyển về cho sư bà hết. Dạ. Mấy chú yên tâm, tội nghiệp lắm, mấy chú nước ngoài gọi về á, cẩn thận nghe sư cô, bây giờ dạ, nhiều cái rồi, chương trình lừa lắm. Như nói, dạ. Rồi quý mạnh thường quân khi mà gửi cho con thì cũng dặn dò con rất kỹ. Yeah. Hỏi han con rất kỹ là ngày nào con đi. Yeah. Thì phải cẩn thận hết sức có thể. Yeah. Con cũng rất lo sợ. Cầm tiền nhưng mà sợ lắm. Tại vì tiền này cũng đâu phải tiền mình rủi con. Yeah. Gì cái nó cũng mệt mình nữa. Yeah. Rồi thì đó là 1 tỷ đồng sư cô. Yeah. Xác nhận giùm con. Dạ, rồi nha quý khán giả. Dạ. Ngoài ra thì còn là 88.403.000. Dạ, thì đây là số tiền mặt con. Dạ, đã chuẩn bị để con cầm theo. Thôi buộc lại luôn đi ha. Dạ, chút dạ, sư cô cũng sẽ kiểm tra lại giùm con. Dạ, 88.403.000 nữa. Dạ, dạ, dạ. Như vậy thì Nhân cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và tất nhiên á, là với một cái số lượng nhiều như thế này á, thì có thể Nhân sẽ không tránh khỏi sai sót. Thứ nhất là Nhân đọc tên những mạnh thường quân chuyển khoản không dấu á, hoặc là nhắn tin cho Nhân không dấu thì Nhân cũng không biết như thế nào để bỏ dấu, thì chỉ đọc tượng trưng như thế này thôi. Mong là khi nãy quý khán giả cũng đã có xem kỹ cái mà Nhân in như thế này, thì bất cứ cái sự nhầm lẫn nào hoặc là một cái sự thiếu sót nào đó thì mong quý khán giả hoan hỷ và cứ liên hệ lại với Nhân, xác nhận với Nhân là chính xác giờ đó ngày đó đã chuyển như thế nào, chuyển bằng cách thức nào, cứ cụ thể với Nhân và Nhân sẽ kiểm tra lại. Và chắc chắn là Nhân sẽ khắc phục vào trong cái lần sau. Dạ. Dạ, chứ Nhân rất là sợ sai sót những cái này. Lập danh sách như vậy nhưng mà rất là sợ. Nhân với một bạn của Nhân là phải kiểm tra lại, kiểm tra đi, kiểm tra lại. Phải in đến 5 cái danh sách như thế này nè. Dạ. Rồi in, kiểm tra, rồi gạch bỏ, rồi chỉnh sửa. Dạ. Để ra danh sách hoàn chỉnh như thế này. Dạ. Cũng trao cho sư cô. Dạ, đúng không? Dạ. Cô nhận. Dạ. Bị khan tiếng luôn rồi. Với lại giờ cũng không biết phải tiếp tục như thế nào. Bởi vì bây giờ sư cô nhận một cái số tiền như thế này thì sư cô tâm sự, thôi cho con tâm sự luôn đi. Là con rất là vui bởi vì được làm chiếc cầu nối.
và cũng rất sợ khi nhận số tiền lớn như thế này. Thì con nghĩ là con cũng đã san sẻ được với sư cô, bởi vì nếu như mà tất cả những cái này mà dồn về cho sư cô thì chắc sư cô nổi. Không nổi. Trốn luôn. Trốn là không nổi. Thật sự mà nói á thì khi mà các mạnh thường quân gọi điện về cho cô á, trước tiên là mắt á thì nhìn vô cái điện thoại, mà cái tai thì phải viết vô từng cái số điện thoại, và phải mình phải ghi chú lại là vị này tên gì và ở đâu, rồi cúng dường với số tiền bao nhiêu, và cái số tiền này làm với mục đích gì. Sư cô phải làm rất là lẹ. Mà đôi lúc cũng không thể làm kịp luôn, có lúc mà hai ba người gọi điện cái mình cũng không kịp nhớ nữa. Cho nên đôi lúc cô cũng nói thưa với mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, có điều gì mà sơ sót thì cũng quan hỷ cho cô với chú Nhân. Chứ ngoài ra thì cô cũng muốn là cái thời danh sách vừa qua thì cô cũng muốn để đọc lên cho quý mạnh thường quân nghe, nhưng mà thật sự bây giờ cô cũng chưa có thời gian cập nhật hết nữa, còn một số một vài ngày nữa cô chưa có lưu lại kịp nữa. Về công việc quá nhiều cho nên cũng mong với mạnh thường quân cũng quan hỷ cho. Thật sự mà nói cô cũng rất là cảm động về cái tấm lòng của mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, hướng về Phật pháp, hướng về Tam Bảo, rồi có nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, và hồi hướng công đức này cầu nguyện cho tất cả quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước được công việc làm ăn luôn được hanh thông và mọi sự may mắn trên công việc làm ăn của mình, và hướng công đức cầu siêu tất cả hương linh của quyền thất tổ nội ngoại tông thân của tất cả quý nam nữ Phật tử các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước được nhờ công đức này mà sanh về cảnh giới an lành. Nam mô Di Đà Phật. Trong cái quá trình vừa qua nếu có điều gì mà sơ sót thì cũng mong quý mạnh thường quân cũng quan hỷ cho cô với chú Nhân. Nam mô Di Đà Phật. Còn nếu như mà trong cái quá trình mà bữa giờ mà liên lạc với cô không được thì cũng mong mấy mạnh thường quân gọi lại cho cô. Thường thường thì ban đêm khoảng 8 giờ rưỡi là cái giờ mà cô được bắt máy điện thoại thoải mái nhất, tại vì giờ đó là tụng kinh xong rồi cô xuống là không có ai gọi nữa. Chứ còn hình như ban ngày thì có lẽ là nhiều khi việc á, tụng kinh là đi công việc á, cho nên có thể không có bắt máy được. Thì đôi lúc cũng ngại là mấy mạnh thường quân nói sao mà muốn gọi điện để ủng hộ mà sao không bắt máy á, thì mình cũng thấy cô cũng thấy trong lòng mình áy náy lắm. Cho nên có điều gì sơ sót thì mạnh thường quân cũng quan hỷ bỏ qua cho A Di Đà Phật. Thì hôm nay sư bà cũng không có ở chùa, thì cô cũng xin đại lao sư bà cũng chúc tất cả mấy mạnh thường quân được nhiều sức khỏe, và cũng là đại lao sư bà để nhận cái tịnh tài này về để làm cho ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Và cũng xin mời mấy mạnh thường quân sau này mà có dịp thì về thăm chùa cô một lần để cho biết. A Di Đà Phật. Thì hôm nay rất là nhiều niềm vui đã về với chùa, rất nhiều tấm lòng. Tượng Bổn Sư, Đức Bổn Sư thì cũng đã hoàn thành rồi, xong rồi, đã thỉnh được các vị tượng còn thiếu. Đang trong quá trình làm đúng không sư cô? Trong quá trình làm. Trong tương lai nhân cũng sẽ quay cho quý khán giả xem. Về phần mái ngói thì xem như với số tiền này là đã đủ. Thì cái phần còn lại sẽ dành cho việc làm cửa. Làm cửa sau đó sẽ tiếp tục đến phần sơn. Thì có lẽ là chắc là vẫn sẽ còn cần thêm, nhưng mà cứ để xem sao đã hết sư cô. Những tùy duyên thật sự mà nói ấy, cô cũng rất là cảm động, mà hình như là cảm động mà nó nằm ở trong tim mà không có nói ra được nữa. Nhưng mình không có nghĩ là mình sẽ được một số tiền lớn để làm ngôi Tam Bảo như vậy. Thật sự mình vậy. Thôi thì cũng đủ cái duyên. Video cũng rất là dài rồi. Nhân với sư cô có lẽ sẽ tâm sự vào những video sau. Thì đủ một cái duyên nữa thì con hy vọng con sẽ đủ duyên để con tiếp tục quay trở lại đây và đồng hành và được nhìn cái mái chùa của mình hoàn thiện cho bà con, có nơi về đây tu tập, có nơi để tổ chức mình phát quà như thế này hỗ trợ bà con, để nơi để sư cô cùng với các sư các Phật tử có thể tụng kinh. Con không có rành về những cái này nên con không biết nói làm sao. Cho nên nhiều khi nói về Phật pháp hay nói về những cái gì của việc tu tập thì con không biết dùng ngôn ngữ, với lại con không biết dùng cái gì để nói hết á. Thì con chỉ có tấm lòng thôi. Thì rất nhiều vị cũng đã có phiền não với Nhân về cái này. Nhưng mà thôi cũng xin hoan hỷ, bởi vì Nhân cũng không phải là một người học Phật pháp nhiều. Thôi sẵn vậy, nhân duyên vậy, mai mốt ngoài việc đi làm vậy thì cố gắng ban đêm cũng trau dồi một chút về vấn đề ngôn ngữ của Phật pháp để sau này mình có hoàn hảo hơn. Mà nói chung con người mình thì
hoàn hảo thì cũng hơi khó rồi đó, mình cố gắng thôi chứ mà nếu mà tìm để hoàn hảo hết thì không được rồi, dạ. Cũng khó lắm vậy ha. Với lại thời gian khi mà con đi những cái này thì thú là con cũng quá, nó bị cập rập quá, dạ. Nên mọi thứ thì cứ tùy duyên, con cũng hy vọng như vậy. Dạ, à, thôi bây giờ ta sẽ tạm kết thúc video này, dạ, bà con cũng bắt đầu tới rồi. Dạ. Chúng ta sẽ cố hoàn thành cái phần phát quà trong chiều hôm nay luôn. Dạ, và sáng ngày mai thì Nhân sẽ có tổ chức một cái buổi phóng sinh, dạ. Cũng ở gần đây. Dạ. À, sẽ phóng sinh một số loài thủy tộc, một số loài vật, dạ. Sẽ đi cứu ở các chợ, dạ. Về để lấy trích quỹ phóng sinh, để phóng sinh hồi hướng công đức về cho quý mạnh thường quân đã phóng sinh, đã ủng hộ phục vụ phóng sinh cũng như đã ủng hộ xây chùa này, dạ. Thì thôi xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video, video cũng rất dài rồi, mong là quý khán giả đã theo dõi hết. A Di Đà Phật, mong quý khán giả được nhiều sức khỏe, đủ duyên nha. Đủ duyên nhân lành. Chúng ta sẽ tiếp tục. Vậy mình chuẩn bị, mình sắp xếp về chút xíu mình phát quà hai chú nha. Dạ.